phần cha mẹ mấy lời thưa cùng bà mẹ người xưa nói rằng phúc đức tại mẫu là phải lắm lấy máu mình rồi lấy sữa mình nuôi cho con tình mẹ con là cái tình trong sạch đẹp đẽ thiên nhiên nhất chín chữ cù lao mẹ nhật một phần mẹ nhận một phần lớn việc dạy dỗ con bà mẹ cũng đảm đang từ lúc con ở trong thai những nỗi lo lắng của bà mẹ đã đủ làm một phương pháp thật trọn vẹn song trong đời mới này bà mẹ nhận thêm nhiều trách nhiệm mà có thể sao nhãng đôi chút cái công việc thiên nhiên để dành cho nên xin có mấy lời nhắc này bậc hiền phi ngày xưa khi có mang không ngồi chiếu trải lệch không ăn miếng cắt lệch Người nông nổi lấy câu chuyện ấy mà pha trò Nhưng xét kỹ ra Thì con cháu bao nhiêu đời Còn giữ được những tính hay Cùng dở của ông cha để lại Ăn thịt một vài con vật Còn có thể đổi được tính nết người ta Huống chi bà mẹ lấy xương mình Máu mình Làm xương máu cho con Há lại không lấy được những điều ngay thẳng Mà gây cho con cái tính ngay thẳng sao Phép thai giáo còn dặn Tai không nghe tiếng tục Lòng không nghĩ điều tà nữa Con mới lọt lòng mà chẳng buộc nó lắm Cũng là việc thắt chặt sức bùng vẫy của nó Lúc chập chững mà không dám cho đi Đi hơi nghiêng đã cuống quýt Động ngã là ôm chầm lấy suýt xoa dối rít Thì trẻ con thiệt mất sức chống đỡ Nuôi vú cho con Nói về đạo người là không nên Tiện cho mình làm thiệt thòi cho đứa bé con người ta vô tội. Và lại, ai cũng thấy rằng con hay giống vú, không thể viên cớ gì mà không cho con được hưởng sữa sẵn có của mẹ nó. Cái sữa đã sẵn sàng vừa vặn cho nó, vừa đủ những chất cần từng tháng một, lại vừa sẵn những thuốc để ngừa trước và chữa sau các bệnh có thể sinh ra khi con còn bú mớm. Xưa kia đã biết lấy sữa mẹ chữa mắt cho con mấy năm nay khoa học bên tây đã xét ra rằng đem sữa mẹ tiêm cho con có thể chữa bệnh xương mắt trong mấy hôm mới đẻ đó là một chứng cớ xin bà đừng nghe bà giáp và bà ất các bà ấy cho các cậu các cô bé ăn mặc những bộ áo đẹp đẽ và quý giá thế thôi sợ để mặc xấu thì ngượng chớ không muốn làm gì nữa muốn cho vẻ đẹp không giảm đi và để rộng thời giờ các bà ấy nuôi vú nhưng vú có mấy khi tốt được hễ thấy em khóc là để cái vú vào miệng vừa yên lại khỏi phải dỗ nó bú no rồi nó ngủ là mình rảnh thân nhưng hễ trẻ ăn nhiều là phải ngủ thêm để tiêu tiêu không hết thì chớ ra chớ nhiều lần thì thành ra trứng mạn tì trứng ít khi gỡ được Nói thật thế thì bà Giáp sồ sồ bảo Thế ở nhà quê trẻ chúng nó chết cả đấy Ở nhà quê ít chết Cái cớ ở chỗ đàn bà nhà quê hay làm Không chịu bế con ngồi yên một xó Nhiều khi ngồi một xó thì đói Phải đặt con đấy đi làm Thỉnh thoảng mới ấm và cho bú Bú xong lại phải đặt đó Chớ bây giờ người đàn bà nhà quê đã thành vú em Nhà nghề chỉ cho bú thôi chớ không làm gì nữa. Bà có thấy mấy người vì túng ra tỉnh ở vú một lần rồi về không? Phần nhiều đều trở lại tỉnh vì đã lười quen rồi. Cái người đẻ con rất ruột ra mà bỏ đó đi ra tỉnh. Cái người ấy liệu bà có thể tin ở lòng yêu của người ta để yêu con bà không? Bà ất lại bảo, thế chúng tôi cũng phải sống chứ, làm cái máy đẻ rồi cả ngày lại còn làm cái máy nuôi nữa à? cái chữ sống của bà ất dùng ở đây cần phải giải thích sống là thỏa thích sống là hoạt động hai đằng có khác nhau bảo sống là để cho sướng cái thân mà bảo rằng nuôi con thì thiệt sự sống có lẽ một đôi tí nói một tí thôi vì nuôi được con cũng là thỏa thích cái lòng ham muốn tự nhiên của người mẹ chớ sao còn nói sống là chọn bổn phận người làm ích cho nhà cho đời mà ích cả tự mình nữa thì nuôi con thật là sống lắm sống ở mình ở con cháu còn có sống cách nào đúng nghĩa hơn nữa nguy hiểm thay tình thế một bà mẹ mà không chăm sóc được đến con những bệnh hoạn hiện thời làm cho biết bao nhiêu lo sợ hối hận những thói hư hỏng của con làm cho biết bao nhiêu cực nhọc sau này cực nhọc cho đến lúc chết chết rồi mà vẫn chưa yên được có khi còn bị tai nạn còn bị lạc con vì vú lơ đánh hay gian man. Có bà tốt sữa rành rành mà vì muốn giữ vẻ đẹp hàng chợ hay vì bị mấy cái tranh quảng cáo xúi dục hay vì cái ý lạ lùng muốn cho con bú một cách khoa học mà bỏ sữa mình đi nuôi con bằng một thứ sữa hộp. Có mấy thứ sữa hộp mà còn được chất béo, đã đóng vào hộp thì người cũng chết, huống chi là những chất sống sinh tố mà trẻ con cần phải có mới tiêu được đồ ăn, mới lớn lên, mới khỏi cằn cỗi. Còn đã không phải là cái nồi máy mà đổ ba lạng sữa vào thành lạng rưỡi thịt. Những chai, những vú cao su lại sơ ý một tí là gây ra những bệnh hoạn ghê gớm mà cái nhẹ nhất cũng là bệnh đau ruột. Nếu bà có phải cái thiệt thòi là ít sữa nữa thì ít ra mỗi ngày cũng phải cho con bú một lần còn dùng sữa hộp thì phải nhớ cho thêm nước chanh quả hay cam quả vào thì mới tránh khỏi nạn được ăn sữa hộp hay chai dù thế nào cũng phải coi là một cách vạn bất đắc dĩ mới dùng người muốn cho con mình mạnh không bao giờ dùng đến nhiều sữa hay ít cũng thuộc nhiều về ý muốn người con gái thương trẻ bà già sát cháu mồ côi cũng còn có thể có sữa được là ăn những đồ ăn sinh sữa rồi cố kỉnh mong mỏi cũng nhiều sữa được trẻ một tuổi đừng tưởng là thường công việc giáo dục đã phải bắt đầu rồi bắt đầu ngay từ lúc mới đẻ để nối cái việc thai giáo từ trước bé bằng tí thế mà nó thử mình rồi đó lúc này tập ngay cho quen thói điều độ sự hiểu biết sáng tối và động tĩnh chưa đến giờ bú chú bé đã hét lên rồi ấy thế mà sợ chú cho chú bú ngay là chú quen thân chú đi lần sau chú hét sớm lên một tí và lần sau nữa một tí nữa thế là mình thua chú chiều chú cho đến làm hư chú đi bà phải nén lòng thương con đi một tí để cho con nó kêu một chút phổi nở ra đến giờ hãy cho bú cho bú vừa đủ thôi đừng đắp chăn hay quấn tã nhiều quá làm nó mất cả tự do chân tay đừng bế ấm nhiều quá mà bệnh hơi đừng nhờ người tuổi tác bế ấm lâu mà tốn mất sinh khí tiếng tâm cho đều đừng để cho cả ngày không nghe tiếng gì nhưng đừng để cho phải chịu ảnh hưởng những tiếng ồn ào hỗn tạp cho quen những tiếng mẹ đi đến gần tiếng chuông đồng hồ đánh xa tập cho ngày ngủ ít đi để đêm ngủ nhiều cho bú một lần lúc khuya rồi sáng sớm mới lại cho bú, trẻ con thuộc về thiên nhiên, sống cho sống xa thiên nhiên là làm bớt sức mạnh đi. Ngay từ lúc này, bà mẹ đã phải nhớ rằng bé thế mà đã có tai có mắt cả, con mới biết hóng chuyện, bà mẹ đã làm bà giáo rồi, hỏi chuyện con, lắm bà lại cứ trêu chọc xem nó có biết khóc không. Khóc có hay gì? có bà lại làm mặt xấu để dọa con có lạ không con bắt đầu biết nắm tay các bà thường để cho nó thuận tay phải làm được cho nó thuận cả hai tay mới thật lợi cho nó sau này những hôm đẹp rời đừng sợ gió quá một phần lớn trong ngày cho con ra sân ra vườn cho nó làm quen với cảnh vật với không khí lành mạnh miễn là chân cho đủ ấm bụng cho kín ra ngoài có ngại gì con đã biết chững lo sợ là phải nhưng nên lo sợ trong lòng thôi đừng đem bông ra mà chèn đủ mọi chỗ ngã một cái là một bài học hay có thế mới chịu vị mà đứng cho vững có đau một vài cái mới rõ thế là đau con bập bẹ nói phải cẩn thận nữa nói ngọng thì nó nói ngọng ngay rồi lại tốn công chữa sửa lắm ông bố dạy ngay con chửi cho con chửi mình rồi gieo hò, khoái lắm. Thấy con nói những câu hóm hỉnh, tai ác, cho là thích, đem đồ chơi giữ mãi rồi mới cho. Bắt nói một câu rồi mới đưa kẹo, rõ thật tự mình làm khó cho mình. Đương ấm con lại bỏ mà ấm anh chị nó để xem nó có tức không. Sao lại sớm gây cái mầm ghen ghét cho nó như thế? Bố dứ đánh mẹ, xem nó có bênh không, Mẹ đánh dứ bố, xem con có giữ không. Thế thì đứa bé 2 tuổi còn biết thế nào nữa. Trẻ con thiên tính lành, nhưng nó có đủ trăm thứ nết của ông bà cha mẹ để lại cho. Nuôi cái mầm ghen, mầm giận cho nó, rồi nó ghen, nó giận, lại đánh nó. Độc ác chưa? Yêu con, ôm trầm lấy nó, rồi lại tát yêu nó nữa. Nó hiểu làm sao được trong lúc tuổi nó là tuổi đang cần phân biệt trên đã nói rằng lúc này cần phân biệt, vậy nên cho xem các màu khác nhau, ví dụ cắm hoa, thay đổi màu, đồ thay đổi chỗ, tiếng chuông, tiếng gỗ khác nhau, nếm vị ăn khác nhau, nói tóm lại, cái tuổi từ 2 đến 4 không cần bồi bổ những mầm tốt như yêu thương, ngoài cho tiếp xúc với cảnh vật có trật tự. Phần nhiều thì dùng ngáo ộp, có người dùng cả cha cả ông để dọa con mồm luôn mấy tiếng chết chết và chết bố về kia kìa bố đi vắng con nhớ bố về đã toan giơ hai tay chạy ra đón thế mà đâm ngay câu chết chết bố về kia kìa thì có khổ không cái sợ làm yếu bóng vía làm quả tim đập lộn phèo tại làm sao lại nuôi ở trong óc non của trẻ làm cho cái tái xanh tái xá mặt rồi lấy làm đắc chí rằng dạy được con biết sợ thì có lạ không? Có chăng là để cho con biết sợ lửa bỏng, sợ giao đứt, điện giật, sợ cha mẹ buồn? Thế thôi. Trẻ 4-5 tuổi đã biết xem xét khá rồi, lại biết suy nghĩ một cách đơn giản nữa. Lúc này nó nhìn đời giàu tưởng tượng hay bắt trước, vậy cẩn thận nhé, chỉ nên để cho nó trông thấy những cử chỉ nên bắt trước thôi câu nói việc làm đừng cầu thả để phúc đức cho con là ở chỗ này đây tập cho con biết lễ phép biết thưa gửi chào hỏi biết đi đứng ngay ngắn ngồi nằm chỉnh tề bưng cái bát cái đĩa khỏi vỡ cho bộ bàn ghế xinh cho nó bày nhưng để ý những thứ cho con dùng đừng có vẻ tục lố lăng vì mỹ cảm đã có phải bắt đầu mỹ dục ngay cho bộ bát con cho con thu xếp những đèn nến và lư hương trẻ con bày có người đổ cho chúng cái tội xui mê tín đổ thế là sai bày biện nó sẽ học cân đối gọn mắt nó thích nghe chuyện kể cho nghe những chuyện có giống vật có rừng rú chuyện cổ tích thì để lúc 7 hay tám tuổi chuyện anh hùng thì lúc hơn 11 hay 12 tập cho quen sạch sẽ quan trọng lắm nếu tập ngay được từ bây giờ thì nhẹ được về sau này lắm làm thế nào cho con hễ bẩn một tí là không chịu được lắm người đem con đi lau mặt mà làm như đem làm lông lợn ghê quá vặt đỏ cả mũi căng cả tai làm cho trẻ thấy cái khăn mặt đã hết hồn rồi thì nó còn muốn sạch làm gì nữa cho con học cái thói quen thứ tự có cái hòm con đựng đồ chơi các miếng gỗ con để làm nhà làm đình tàu thủy tàu hỏa chơi xong xếp gọn gàng vào đó có cái ngăn ở tường hoặc để lọ hoa hoặc em bé có người kêu chơi trẻ con quá lạ chưa nó chả là trẻ con chớ còn là gì trẻ con dương thịnh hay hoạt động hay kêu hay xé hay phá đừng đánh nó cho nó biết là hỏng làm cho đồ chơi xấu đi cho nó nhảy nó chơi cho thỏa thê đã rồi nó xem những thứ đẹp mình nói đẹp nhỉ tay mình cầm nương nhẹ mặt mình tươi tỉnh con sẽ thấm thía và trong lòng nảy ra cái ý trọng những thứ đẹp con có nhỡ tay đánh vỡ cái chén bố vào chị mẹ hay u em vội nói chết chết giấu đi thầy vào kia kìa rồi lại nói dối thưa thầy chị đánh vỡ chén đấy ạ à. không phải chú đâu ạ à. Thế có khác gì dạy đứa trẻ rằng nói dối thì thoát đấy. Phải cho nó biết nhận trách nhiệm về việc nó làm, nó đánh vỡ một cái bát cũng chả làm sao, việc gì lại dọa nó, giấu đi không chết. Hãy bảo em nó, "Thưa thầy, con nhớ tay đánh vỡ bát, xin thầy tha cho." Bảo con đi qua chỗ tối thì đưa cho nó đi một lần, cho nó nhìn rõ ràng không có gì đâu, cho nó mó vào cái chum cho biết rằng đó chỉ là cái chung rồi lại cho đi một mình việc gì lại phòng má lên mà làm bộ xịt xoạt mà làm cho nó động thấy tối là trờn trợn đó là làm nhát cho nó để nó thiệt thòi sau này nếu có được cái vườn con trong có vài cây tưởng tượng rừng một mô đất tưởng tượng núi mương nước khuất khúc làm con sông răm cây hoa luống rau mấy con chim dạng người để đủ làm cho nó một thế giới con rồi hôm nhàn rỗi cho lên vườn bách thảo được tùy ý xem ngắm chạy nhảy mà hát mấy bài hát đơn sơ thì trí trẻ cùng tâm hồn ngây thơ của nó được chỗ mà phát triển mà mở mang không có lớp học nào bằng con đã sáu bảy tuổi người xưa con đến tuổi ấy cho bới tóc ra nhà ngoài theo thầy học thường thường thì bà mẹ lúc này không đủ để trông nom con nữa đối với bà mẹ nước nam thì việc này lại cần lắm bà mẹ chiều con thì đến tuổi ấy còn ôm ấp làm cho con quen quấn quýt dưới gối không tiến được đến chỗ phải sửa soạn để nên người bà mẹ lo lắng thì bà vẫn yêu con lắm Ít nước có đàn bà yêu con như nhà mình Nhưng bà bắt đầu lo cho con Mà bỗng nhiên bà cất hết tất cả những cái biểu lộ tình thương như trước đi Bà dùng ngay những lối rất khắt khe để cho con cứng cáp Nhưng trẻ 6 tuổi không hiểu ý ấy Ngơ ngác không biết làm sao mà mẹ nó lại đổi ý với nó chóng thế Và lại trong chỗ cha con, mẹ con Trách lấy điều thiện sớm quá thì tất lòng thương yêu rời dần ra khơi sâu cái ngòi ngăn người lớn và trẻ con chi bằng chính tay bà mẹ lo áo quần cho con sắp giấy bút cho con âu yếm đeo cặp lên vai cho con dắt ra cho ông bố để đưa con đến trường cần tìm những trường trong độ này tập cũng bằng học học một lúc lại chơi chớ không học để thi vội buổi chiều con về nhà lại thấy mẹ tươi cười những nỗi đụng chạm thứ nhất trong khi ra đến cái đời còn con của trường học có thể vẫn thỏ thẻ thưa cùng mẹ được mẹ an ủi mẹ khuyến khích nâng đỡ cho con làm cho con mạnh mà từ nhà ra đến trường từ lúc này bắt đầu công việc của ông giáo nhưng cha mẹ vẫn giữ một phần lớn thầy học cùng gia đình đừng có để cho trẻ nhỏ thấy việc này ở trường là được cũng việc ấy ở nhà lại là hỏng rồi thành ra một cách sống ở nhà và một cách sống ở trường riêng làm cho thay đổi lòng hai bên nên cùng theo một phương pháp bảo cho nhau những điều xét nghiệm được về từng trẻ suốt cả trong đời học trò sự liên lạc của gia đình và thầy học vẫn cần mật thiết ở bậc tiểu học thì việc ấy rất dễ dàng thầy học lại thăm cha anh học trò cha anh học trò thăm thầy học đến trung học và cao học những việc thăm hỏi khó hơn nhưng lúc này gia đình nên làm thế nào cho cung cách của mình không trái ngược với những cung cách của nhà học nếu không thể nếu gia đình coi thầy giáo như những người dưng như những kẻ quyến rũ con mình như những người đối với những người ấy mình phải chống chọi thì trẻ sẽ sinh ra danh mãnh nó làm cho hai bên không gặp nhau cho dễ đi nói dối cha về nhà nói dối chú trẻ chưa về đến nhà đã mếu máu, thầy ấy đánh con thương con thì để bụng ông bố hãy bảo con phải nói thầy con đánh con không được gọi thầy ấy thế rồi đi thăm ông thầy đừng vội vàng hỏi ngay làm sao ông đánh con tôi nhưng hãy thư thả mà nói cháu hư lắm nhờ ông trừng trị cho xin ông bảo cho cháu hỏng chỗ nào để ở nhà chúng tôi ne né nét cháu thế thì hai ông bàn được ngay với nhau mà cô cậu đã biết rằng thầy và bố đồng ý không có thể bịa chuyện đánh chửi mà đành thẳng thắn đi học thẳng thắn về nhà ông giáo hỏi trẻ sao anh chưa có sách học có đứa nói nhà con không cho ạ à. nếu nóng giận mà mắng thậm tệ thì đứa bé về nó sẽ nói sai hai bên sinh ra xích mích nhưng khoan thai mà bảo sao anh lại nói nhà con phải nói rằng thầy con chưa cho ạ à. thế mới phải rồi lúc gặp hỏi ông bố xem chưa chắc đã là không cho ấy việc giao thiệp học đường cùng gia đình quan hệ thế đấy cha mẹ chăm chút vợ con cho nên biết lòng cho thầy giáo mình còn trông thấy con nảy nở chớ ông thầy kia ông ta còn cần phải có bao nhiêu cái thanh cao của nhà gieo hạt giống sửa đất đấy gieo đấy bón tươi đấy bao nhiêu hạt nở bao nhiêu hạt thui cái kết quả nó chỉ lâu lâu lắm mới thấy được trong trình độ của giống nòi sau này giọt tâm huyết giọt vào bể lớn ông ta là người rót mãi rót mãi cho đến lúc hết hiểu cho tâm trạng ông ta cộng sự với ông ta ông ta sẽ sung sướng lắm cũng không nên ngại rằng dạy con tốn công quá, hãy xem những người không con tính nết khó khăn thế nào. Chúng ta có con, lòng yêu người, có chỗ yêu, nó nảy nở ra nụ cười con trẻ làm cho một đời tươi tỉnh. Có con không dạy thì con sẽ là cái nợ. Dạy con cẩn thận là cái hạnh phúc của lúc mình đến tuổi già không làm được nữa sẽ có con làm theo chí mình.